Rồi, xin chào chị ha. Hôm nay em có cái cây người đẹp Trung Quốc, China Beauty. Nở hoa em quay cho mọi người xem ha. Cây này có ưu điểm thì thơm đậm, xiêng hoa và sức sống cũng khá là tốt cái gì. Em trồng thì không thấy bệnh tật hết. Cái chậu này thì hiện tại đang nở 4 hoa. Trên đây còn một hoa nè, và bên đây còn một chùm nữa nhưng mà hơi nhỏ. Nóng ruột quá thôi quay luôn cũng được. Cây này thì rất là thơm hay gì. Cây này nó có cái điểm nhấn đó là hai cánh hoa, nó có hai con mắt, nhìn nó rất là nổi bật ha. Cây này xiêng hoa lắm nha anh chị, hoa chùm không à. Đa số là ra chùm hết. Thỉnh thoảng nó mới ra một hoa như này. Lâu lâu mới ra một lần một hoa, cái đợt này chắc là ra hoa nhiều cho nên là nó có tới hai chùm một hoa, chứ bình thường nó là từ 3 hoa trở lên, như 3 đến 5 hoa ha. Rồi. Xin chào anh chị nha, hôm nào có những cái bông hoa đẹp nở em sẽ quay lại làm mẫu cho mọi người xem tiếp ha. Xin chào anh chị và cảm ơn các anh chị đã xem video rất nhiều.